Dạ mô Phật bạch sư, con có những thắc mắc như sau, mong sư giải đáp giúp con. Thưa sư, giải thích cho con các hiện tượng như là một người mới mất, ví dụ tai nạn chết biển, còn xác thì khi mình nhìn mình khen họ như là còn trẻ mất sớm hay đẹp quá thì họ bị người ta theo, thì có đúng không? Có vài người mất do nguyên nhân như vậy là họ nói thấy người mất theo, mời thầy về cũng lên đồng để hỏi, để chụp nhưng vong không chịu. Xong họ mất, còn đi một mình vào ban đêm hát hò thì dân gian người ta nói là bị vong theo, thì đó có đúng không? Con có nghe một nghệ sĩ kể rằng khi bạn của người nghệ sĩ này mất thì do một lý do gì đó họ không đi đám được trong lúc đó. Ngày sau hay sau đó họ đi được, nhưng khi tối họ nằm mơ thấy quần áo người mất mặc lúc liệm, mặc dù chưa thấy qua, thì đó là sao ạ? Hiện tượng ma che mắt là sao? Những cái quan điểm của dân gian á, thì nói nghe chơi cho vui, rồi mình nghe mình ghi nhận rồi để qua một bên. Điều quan trọng á, là Phật dạy cái gì nha. Còn sư chỉ có thể nói một chuyện là những cái mà quý vị nói á, Phật không có nói. Tức là những cái đó nó là cái quan điểm của dân gian. Sư hỏi quý vị gì chứ cái người ở Mỹ, người ở Đức, người ở Úc, người ở châu Âu, người thậm chí người Ấn Độ, họ có những sự kiện đó hay không? Không hề có. Do tự mình suy tư, tự mình tưởng tượng, do hồi xưa bắt đầu đẻ chuyện ra, tự mình hù mình thôi. Cho nên á, là chỉ cần mình chịu khó học giáo lý nha. Sư nói học giáo lý giùm sư thì mình không phải lo những thứ nó không đáng lo, để rồi mình phải mất thời gian rồi mình sợ hãi như vậy. Cái chuyện đó không cần thiết nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.